phụ nữ sở năm tuất tuổi này phúc lộc song toàn, hôn nhân viên mãn. Trong thi thức dân gian và văn hóa phương Đông, nốt ruồi trên cơ thể con người thường được xem là dấu hiệu của vận mệnh và phúc lộc. Trong số những nốt ruồi này, năm nốt ruồi đặc biệt trên cơ thể phụ nữ được coi là mang lại phúc lộc song toàn và hôn nhân viên mãn. Những dấu hiệu này không chỉ là điểm nhấn về vẻ đẹp, mà còn là biểu tượng của may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Hãy cùng Tử Vi cổ học khám phá sâu hơn về năm nốt ruồi đặc biệt này và ý nghĩa của chúng trong nội dung video dưới đây. Nốt ruồi trên cổ. Người xưa đã truyền tai nhau về câu ngạn ngữ đầy ý nghĩa: nốt ruồi trên cổ có lỗ tiền chôn. Từ câu nói này, chúng ta suy luận được rằng những người mang nốt ruồi ở vùng cổ được dự báo sẽ ảnh hưởng phúc lộc và giàu sang. Đời sống của họ hiếm khi phải đối mặt với khó khăn, nghèo đói hay cảnh túng thiếu. Như một dấu gì của vận mệnh, nốt ruồi này trên phụ nữ càng thêm phần đặc biệt, hứa hẹn cho họ một tương lai đầy may mắn và sự gặp gỡ với những người có uy tín và quyền lực. Tính cách của họ thường đi kèm với khả năng quản lý tài chính và sự tiết kiệm, giúp họ tích lũy tài sản một cách thông minh và hiệu quả. Dần dần, nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, cuộc sống của họ trở nên thịnh vượng và sung túc. Nhưng điều này không đến từ việc ngồi yên và chờ đợi, mà từ bản lĩnh và cố gắng không ngừng nghỉ. Nốt ruồi sau gáy. Người xưa đã truyền tai nhau về đặc điểm đặc biệt của những người có nốt ruồi đằng sau gáy. Họ thường được dự báo sẽ đạt được thành công vững chắc và hậu vận viên mãn trong cuộc đời. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, họ thường được quý nhân ẩn hiện và hỗ trợ, bảo vệ, giúp họ vượt qua mọi thử thách. Đặc biệt, những người mang nốt ruồi này thường sở hữu tài năng và sự mưu lược hơn so với những người khác. Sự thông minh, nhanh nhẹn cùng với năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh là những điểm nổi bật giúp họ thành công. Đến giai đoạn trung vận, họ thường trở thành những cột mốc, những bậc lãnh đạo ưu tú trong tổ chức hoặc bộ phận mà họ tham gia, từ đó thu về nguồn thu nhập ổn định và dồi dào. Điều này không chỉ là kết quả của may mắn, mà còn là sản phẩm của sự cố gắng, kiên nhẫn và sự sáng tạo không ngừng của họ. Nốt ruồi ở cằm. Theo tri thức cổ xưa của nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ không chỉ là điểm nhấn về vẻ đẹp, mà còn là dấu hiệu của sự phúc khí dồi dào mà trời ban cho họ. Tướng cằm, theo quan niệm của người xưa, là biểu tượng của phúc phần và tài sản trong cuộc đời. Nốt ruồi nằm ở phía cằm trái, thường được xem là dấu chỉ của sự giàu có và thịnh vượng. Những người có nốt ruồi ở vùng này thường được mệnh danh là những người mang phú quý và thịnh vượng. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị, từ đó mở ra cánh cửa của cuộc sống dư dả và sung túc. Nếu nốt ruồi nằm ở phía trên cằm, gần miệng, đó thường được coi là dấu hiệu của thành công trong sự nghiệp. Những người mang nốt ruồi ở vị trí này thường được biết đến là những người có khả năng làm việc hiệu quả và có thành tựu đáng kể trong lĩnh vực họ hoạt động. Đến giai đoạn trung vận, họ thường được gặt hái được thành công và thu lợi lớn từ công việc của mình. Nốt ruồi ở vùng cằm không chỉ là dấu hiệu của sự giàu có và thành công, mà còn là biểu tượng của hạnh phúc. Những người có nốt ruồi này thường được mệnh danh là những người hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của họ thường được đánh giá cao về sự ổn định và bền vững, khiến cho duyên đôi lứa của họ trở nên vững chắc và bền bỉ theo thời gian. Nốt ruồi ở giữa trán. Nốt ruồi ở giữa trán được biết đến với tên gọi nốt ruồi quan âm, được xem là một trong những loài nốt ruồi hiếm gặp và mang ý nghĩa đặc biệt. Những người mang nốt ruồi này thường được mô tả là những người có tính cách tốt bụng, nhân từ
điềm đạm. Sự cẩn trọng và thận trọng trong hành động là những đặc điểm nổi bật của họ. Họ thường được coi là mẫu người vợ, người mẹ lý tưởng, mang lại hạnh phúc và ấm áp cho gia đình. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này được cho là được trời ban phúc khí dồi dào, và do đó họ thường gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Sự giúp đỡ từ quý nhân giúp họ nhanh chóng tìm được công việc ổn định và có một cuộc sống vững vàng. Họ thường gặp được người chồng có phẩm chất tốt, có trách nhiệm và thành công trong cuộc sống. Tình yêu và sự hiểu biết giữa vợ chồng họ thường dẫn đến một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc. Khi bước vào tuổi già, họ thường được hưởng cuộc sống an nhàn và sung túc, với nhiều phúc lộc từ con cháu. Sự tài giỏi và phẩm chất tốt của con cháu thường là nguồn vui sáng cho họ, khiến cho cuộc sống trở nên trọn vẹn và đầy đủ hơn bao giờ hết. Nốt ruồi ở đốt sống lưng. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở đốt sống lưng bên trái thường được mô tả là những người có phẩm chất tài giỏi, mạnh mẽ và tự lập. Sự hiểu biết và tầm nhìn xa trông rộng giúp họ đối mặt và vượt qua mọi thách thức một cách dứt khoát và linh hoạt. Khả năng này làm cho họ trở thành những ứng cử viên lý tưởng cho các vị trí trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, nơi họ có thể áp dụng sự sáng tạo và quyết đoán của mình để đạt được thành công. Trong gia đình, phụ nữ có nốt ruồi này thường được biết đến với tính chu đáo, tháo vát và sự đảm đang. Họ thường là người mà gia đình lựa chọn, luôn sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ cho chồng, cho con. Sự khéo léo trong việc kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính là những yếu tố quan trọng giúp kinh tế gia đình ngày càng phồn thịnh và ổn định. Khi bước vào tuổi già, những phụ nữ này thường được hưởng cuộc sống thảnh thơi và sung túc, với nhiều phúc lộc từ công việc và sự nỗ lực của mình trong suốt cuộc đời. Sự độc lập và sức mạnh trong tâm hồn giúp họ đối mặt với tuổi già một cách bình tĩnh và vui vẻ, đồng thời hưởng thụ cuộc sống bằng những niềm vui và hạnh phúc đích thực.